đẳng cấp hơn hẳn Phạm Hương tại Miss Universe. Hohen Yue vẫn làm điều đặc biệt này khi xem màn trình diễn của đàn chị. Thưa quý vị và các bạn, màn trình diễn bikini từng bị chê đánh võng như tham gia giao thông của Phạm Hương lại nhận được sự yêu thích đặc biệt từ Hohen Yue. Mới đây, clip trình diễn bikini của Phạm Hương tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 bất ngờ được chia sẻ lại trên một diễn đàn sắc đẹp. Nói về sự thể hiện của Phạm Hương năm xưa, người đăng bài tỏ rõ tinh thần tự hào. Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Hương Phạm, 24 Việt Nam, đã lâu rồi nhưng còn nhớ mãi. Mặc dù chỉ là chia sẻ lại khoảnh khắc xưa cũ nhưng bài đăng này vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Đáng chú ý, Hoa hậu Hohen Yue cũng là một thành viên núp trong group sắc đẹp kín này. Người đẹp Tây Nguyên lẳng lặng thả tim cho phần thi bikini của Phạm Hương tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Có thể thấy, Hohen Yue rất yêu thích sự thể hiện đàn chị năm nào, mặc cho phần thi đó gây ra rất nhiều tranh cãi. Cụ thể, phong cách kết quốc mới lạ của Phạm Hương tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 từng gây ra hai luồng ý kiến trái chiều trong dư luận. Bên cạnh nhóm khán giả khen ngợi nữ nhân họ Phạm bước đi uyển chuyển thu hút, vẫn có rất nhiều ý kiến nhận định cô lắc vai kết hợp đánh hông quá đà. Theo đó, nhìn Phạm Hương kết quốc mà nhiều người cảm tưởng như nạn đánh võng khi tham gia giao thông. Trái lại với Phạm Hương, những bước xài đầy mạnh mẽ, chắc chắn và gợi cảm của Hohen Yue từng gây sốt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Cô được nhiều chuyên gia và các diễn đàn sắc đẹp nhận xét là catwalk tốt nhất tại cuộc thi. Chưa bao giờ thấy một thí sinh Việt Nam bước đi cuốn hút đến thế, trình diễn bikini gợi cảm như thiên thần Victoria's Secret. Màn trình diễn tuyệt vời góp phần giúp nhan sắc Tây Nguyên lọt vào tới top 5 chung cuộc. Bất ngờ Hoa hậu Phạm Hương bị tố trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Như các bạn có thể thấy khi xem bức ảnh bên trái, cô gái trẻ này đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để đi đến ngoại hình như ngày hôm nay. Một diễn đàn nhan sắc chia sẻ thông tin liên quan đến Hoa hậu Phạm Hương khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau chia sẻ bài viết ngắn của một diễn đàn nhan sắc có lượng theo dõi đông đảo, vui chuyện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, bài viết trên diễn đàn nhan sắc này có viết: "Hôm nay chúng tôi mang đến cho bạn vẻ ngoài mà một số hoa hậu đã có trước khi tham dự một cuộc thi sắc đẹp. Trường hợp ngày hôm nay là Phạm Hương, người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Như các bạn có thể thấy khi xem bức ảnh bên trái, cô gái trẻ này đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để đi đến ngoại hình như ngày hôm nay. Thật sự đó là một sự thay đổi tuyệt vời để trở nên hoàn hảo hơn. Cô gái xinh đẹp này đã dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và đối với nhiều người họ thật buồn khi cô ấy trượt top 15 chung cuộc. Còn bạn, bạn nghĩ gì về sự thay đổi của Hương?" Không ít cư dân mạng bày tỏ thái độ ngỡ ngàng trước hình ảnh được cho là trước, sau phẫu thuật thẩm mỹ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Từ góc độ khác, một số ý kiến cho rằng chuyện người đẹp phẫu thuật thẩm mỹ là bình thường để nhan sắc trở nên cuốn hút hơn. Một bộ phận cư dân mạng bảo vệ Hoa hậu Phạm Hương và cho rằng người đẹp không can thiệp thẩm mỹ nhưng nhan sắc vẫn biến đổi theo thời gian nhờ biết cách chăm sóc. Trong ảnh là nhan sắc hiện tại của Hoa hậu Phạm Hương. Đây không phải là lần đầu nhan sắc Phạm Hương trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Thời điểm người đẹp gốc Hải Phòng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 4 năm trước bị cho là đã chỉnh sửa mặt rộ lên. Bằng chứng là chiếc cằm vuông và trẻ của cô biến mất thay bằng cằm nhọn và không còn trẻ. Phạm Hương test kem trắng da nhưng ai nấy đều sửng sốt khi nhìn vào cánh tay của Hoa hậu. Khoe làn da trắng sứ nhưng Phạm Hương lại để lộ cánh tay gầy gò như cánh cùi khô, nhìn đến thảm thương. Sau tin đồn sinh con trên đất Mỹ, Phạm Hương đã trở lại với công việc người mẫu khi đầu quân cho agency quốc tế. Bên cạnh công việc chụp hình thời trang, quảng cáo thương mại, người đẹp Hải Phòng có nghiên cứu cho ra mắt dòng mỹ phẩm mang tên mình, được biết sắp tới sẽ xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Mới đây, Phạm Hương đăng tải bức ảnh thu hút sự chú ý trên trang cá nhân, trong ảnh cựu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trực tiếp test kem dưỡng da của mình. Hành động này được cho là quảng cáo kinh doanh dòng sản phẩm làm đẹp da mà Phạm Hương sắp cho ra mắt. Tay ải tay ai, test kem trên tay của mình mỗi ngày, chân dài họ Phạm cho biết. Tuy nhiên, thay vì quan tâm tới hiệu quả của kem dưỡng da,
dân mạng chỉ tập trung vào đôi tay gầy gò đến thảm thương của Hoa hậu. Một số ý kiến cho rằng cánh tay Phạm Hương tong teo chẳng khác nào cánh cừu khô, không còn sức sống. Trước đó, Phạm Hương nhiều lần bị soi cơ thể trồi sụt thất thường kể từ sau tin đồn sinh con trên đất Mỹ. Mặc dù vòng 1 ngày càng nảy nở, nhưng chân tay của cựu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lại lộ vẻ gầy gò thiếu sức sống. Trong bức ảnh đăng tải gần đây nhất, Phạm Hương để lộ cánh tay bé tẹo không khác gì que củi. Cánh tay thiếu da thiếu thịt của Phạm Hương nhận được nhiều sự quan tâm. Trước đó không lâu, cô cũng từng để lộ cánh tay tong teo đến đáng sợ. Ngắm cánh tay trơ xương, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của Phạm Hương. Sau tin đồn sinh con, vóc dáng gầy guộc của mỹ nhân bất cảm khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng. Mặc dù cánh tay ngày càng tong teo, nhưng trước đó vòng 1 của Phạm Hương lại bị soi tăng thêm kích cỡ. Hình ảnh cho thấy Phạm Hương khác rất nhiều so với quá khứ. Hết bán nhà đến bán đồ ở Việt Nam, Hoa hậu Phạm Hương muốn định cư hẳn bên Mỹ. Nhiều fan lo lắng Hoa hậu Phạm Hương sẽ ở hẳn bên Mỹ và không trở về Việt Nam nữa. Nhưng thực sự thì ngày nàng hậu trở về quê hương sẽ không còn xa nữa. Sau khi thanh lý loạt túi sách video, Hoa hậu Phạm Hương còn muốn dọn sạch tủ đồ ở Việt Nam. Các bạn có ủng hộ mình mở đợt thanh lý đồ, quần áo và phụ kiện không nhỉ? Ai có điểm danh mình biết nhỉ? Hiện tại ở Việt Nam còn nhiều đồ không dùng đến, Phạm Hương viết trên trang cá nhân. Thế nhưng ngay sau động thái mới nhất của Phạm Hương, nhiều fan lo lắng người đẹp sẽ định cư hẳn bên Mỹ không về Việt Nam nữa. Bởi trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cũng từng giao bán cây đàn ưa thích của mình ở Việt Nam. Đang ở Mỹ nhưng Hoa hậu Phạm Hương cũng muốn thanh lý đồ của mình tại Việt Nam. Nhưng có lẽ nhiều fan lo lắng là thừa, bởi khi trả lời một học trò tại The Face Diệp Linh Châu, Phạm Hương tiết lộ sẽ sớm trở về Việt Nam trong thời gian tới. Yes, em gái, chị sẽ sớm trở về. Hơn nữa, trước đó nàng hậu này còn thuê căn hộ sang trọng mới tậu ở Việt Nam và viết: một khung cảnh tuyệt vời, ngôi nhà mới của tôi tại Việt Nam, tôi rất mong chờ được trở về. Đang ở Mỹ nhưng Hoa hậu Phạm Hương vẫn rất tích cực chia sẻ cuộc sống mới trên trang cá nhân. Qua hình ảnh được đăng tải có thể thấy Phạm Hương rất bận rộn. Ngoài chụp hình cho các nhãn hàng, người đẹp còn rục rịch chuẩn bị kinh doanh mỹ phẩm. Bên cạnh đó, Phạm Hương còn có cuộc sống rất sang chảnh, ngập trang hàng hiệu, dùng siêu xe và ở biệt thự. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.